mỗi ngày. Lạ vị đầy dinh dưỡng với súp bát trân chay. Chào mừng các bạn đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Chương trình được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Và hôm nay là một món chay, dạ. Cho nên là Phương cũng sẽ làm bếp chính rất là dễ dàng. Ôi, em dạ mở lửa cô lên giúp cô đi. Dạ. Cho vào đây khoảng chừng một muỗng cà phê muối. Mà nó có màu xanh đẹp mắt phải không cô? Đúng rồi, cho cái đậu petit pois vô trước. Ở đây chúng ta có cà rốt, chúng ta cũng sẽ cắt hạt lựu. Bây giờ em cho hạt sen cô ha. Đúng rồi. Rồi em cho luôn cả bạch quả vô luôn đi. Tiếp theo phần đậu hũ trắng thì chúng ta sẽ cắt hạt lựu. Đây là cái chân nấm, người ta gọi là chân nấm đông cô. Chúng ta sẽ ngâm mềm chân nấm, xả nước vài lần và trần qua để giảm màu của chân nấm, của các hạt lựu, và chút nữa đó mình cũng sẽ luộc lại. Rồi bây giờ em có thể cho luôn cả cái phần cà rốt vô rồi, vừa chín rồi, bây giờ em vớt ra bỏ vô thau nước đá. Tiếp theo cái nồi nước đó em cho cái chân nấm này vô luộc giùm cô. Rất là thơm cô ha. Tại vì mình ăn cái chân nấm thì nó có cái độ dai dai giòn giòn hơn so với lại mình ăn cái tay nấm. Hồi nãy hai cái loại này thì cô đã nấu ở trong nước dùng luôn rồi. Bắp Mỹ sau khi chúng ta đã nấu nước dùng thì chúng ta sẽ tách lấy hạt để bỏ vào súp để ăn, tạo độ giòn và cảm giác rất là thú vị. Tiếp theo thì phần củ năng này để cắt sợi. Sợi luôn. Trong nước dùng này thì chúng ta sẽ nấu gồm có là củ sắn nè, bắp Mỹ nè. Và mình lượt lại thì mình sẽ được 1 lít rưỡi nước dùng. Chúng ta sẽ nêm gia vị vào trong nước dùng này gồm có 1 muỗng canh hạt nêm Ajinomoto, nấm hương và hạt sen, 2/3 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê đường và nửa muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto. Mình sẽ khuấy cho gia vị tan. Mình sẽ cho cái phần rau củ vô, cho luôn cả cái phần chân nấm vô luôn nha. Cô cho thêm bắp vô nha. Và đủ màu sắc vô cùng bắt mắt và ngon miệng luôn đấy ạ. Củ năng cô đã cắt sợi vô, đậu hũ luôn. Các bạn lưu ý là chúng ta sẽ thêm đậu hũ và chân nấm vào món ăn này giúp cân bằng dinh dưỡng cho món ăn nha. Mình sẽ cho bột năng vào đây để tạo độ sánh. Mình vừa cho vô, mình vừa kiểm tra cái độ sánh của nó. Cô sẽ cho vào đây một ít borofi. Nó sẽ tạo cho cái súp có cái mùi thơm rất là đặc biệt. 2 muỗng cà phê dầu mè. Rồi em tắt lửa giúp cô đi. Dạ. Nhiều màu sắc ghê luôn. Dạ. Thơm nữa. Rất là thơm cô ha. Borofi. Mình sẽ rắc lên đây một chút xíu tiêu. Rồi mình sẽ cho thêm một chút xíu ngò. Món này chúng ta có thể ăn kèm với lại nước tương phú sĩ. Tương súp có màu sắc bắt mắt, cực yêu, có vị ngọt ngào, thanh tao, có chút giòn giòn của củ năng và vị bùi bùi của hạt sen, đã tinh tế còn giàu dinh dưỡng.